tới cánh đồng Việt Nam rồi các bạn. Các bạn thấy cánh đồng giống cánh đồng Việt Nam không? Lần nào đi lên nhà của hồi xưa chơi cũng đi ngang cánh đồng này. Trên đường đi tới Lết Thê Hồ các bạn, mình ghé đây một chút xíu. Chỗ này là có cái chỗ tiểu công cộng này các bạn, ghé đây mình đi tiêu tiểu đó, trong này nè các bạn, là thấy không, là rất là sạch sẽ ở đây. Cách đây mấy năm mình đi lại đây là tuyết không các bạn, cái này là mùa hè rồi nó không còn tuyết nữa. Đây, cái thử tay các bạn ơi, lên đây nghe rất rất bài nè. Mùa đông ở đây đẹp lắm các bạn ơi. Đây thấy rừng núi trùng trùng điệp điệp, rồi núi này đẹp quá, trên trời có mây lằn 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 đẹp quá. Đây giống như Đà Lạt các bạn, đồi không hai mộ. Đây đi đây nhớ nhớ Đà Lạt. Đường này là đi lên cái đi về là đi đường cát các bạn. Bây giờ chạy tự động không anh hả? Dạ. Chạy tự động các bạn ơi. Nãy giờ chặt cua quá trời luôn. Wow. Đại 6-16 mày. My name is Hua Nguyen. Okay. Oh, today. Đường bên đó là đường đi về đó các bạn. Từ đây lấy 2 triệu. Đang chạy đi để lên. Đường bên đó là đường về. Các bạn thấy thông đẹp không? Thông đẹp mùa đông và tiết đông đẹp lắm. Khoan hơi hò khoan. Ôi, cảnh núi này đẹp quá. Cái này mà mùa đông ha, tiết lắm ở đây đẹp lắm đây rồi. Tiếng nó đóng trắng hay là gì?
rồi, bánh bao sắp được vô nhà hàng ăn rồi. Đây, bây giờ mình tới nhà hàng rồi, mình vô ăn nha các bạn. Quay một vòng cho các bạn xem. Đây là casino. Quá trời lớn luôn. Đây, đây là casino rồi các bạn. Bỏ tiền vô kéo đi. Bỏ tiền vô kéo 100 đi. Đây có trúng mình vô mình ăn. Các bạn thấy casino bên Mỹ không? Vô đây là cờ bạc thoải mái các bạn. Đâu? Chơi quá nè, mình hôi thuốc quá các bạn ơi. Nhưng mà mấy người này hút thuốc cần như vậy, hôi quá. Rồi, bây giờ mình vô đây mình ăn buffet nha các bạn. Quay cho các bạn xem. Rồi, cái dừa lạnh qua đẹp quá. Các loại rau củ quả thấy ngon quá. Ô liu đậu màu cái bắp thế này. Tới đây chơi mình, con mình mướn cái nhà này các bạn, mình vô đây mình ở khách sạn mướn nguyên căn này ở cho nó thoải mái. Rồi vô em ơi. Tôi lạnh này không giống như mình.
luôn. Ai đến một lần xa rời mà chẳng nỡ, người đi xa. Ủa? Ừ, mình mướn cái nhà này cái mình có em bé nó cũng lạnh nè. Dưa leo. Này đâu có làm gì đâu. Ơ, nước suối này chắc họ để cho mình nè. Ồ, trái dưa này chắc mình mua nãy nè. Có mấy cái ly đồng tủ. Rồi, có mấy cái hộp này. Rồi. Trà. Cơ quay. Đẹp quá. Đây, có tiêu, có đường, đủ thứ. Nóng bếp tiện, bếp từ nóng tiện lắm các bạn. Bật lên là nóng liền. Cái này cái gì vậy anh? Cái đó là cái máy để mà nướng bánh mì á. À, thọc bánh mì vô đây phải không? Có dĩa, có ly rồi ha. Mấy chén, mấy cái tô. Rồi, giờ mình hấp này lên ăn thôi. Ồ, bánh bao vô, thích vô tủ. Vô tủ hoài vậy ta. Đây, bây giờ mình lên lầu rồi các bạn. Nãy giờ mình không có lên lầu, giờ lên lầu mình tắm. Đây, cầu thang lên lầu này các bạn. Hai phòng ngủ. Đây phòng. Đó. Đầy đủ tiện nghi các bạn. Đi giường nệm đẹp. Bên này phòng tắm. Đây có chỗ ngồi. Để cái máy laptop bên đây làm việc cũng được. À, đây phòng tắm. Đây toilet. Đây phòng để đồ. Khăn tắm rồi, xếp rồi, kiểu cỏ để đây cho mình tắm. Có dầu tắm rồi sẵn luôn. Rồi mình vừa tắm xong, mình quên nói với các bạn là cái nhà này là con mình nó mướn là 500 đô mà ở đây nghỉ 2 ngày các bạn. Một ngày nay mình xuống tới đây là hơi trễ. Là mình lấy phòng, nhận phòng. Mình ở tới một đêm nay rồi chơi một ngày mai rồi một đêm nữa, coi như mình ở đây hai đêm. Một ngày trọn đó các bạn. Là mình về là giá là coi như là 500 đô nha các bạn. Thay vì mình mướn khách sạn nghe là có hai phòng như vậy mà nó là ra là 550 đô, mắc hơn mà nó không thoải mái, nó không rộng rãi các bạn. Mình mướn vậy nó rất là tiện. Uh-huh.
đưa mẹ cắt cho. Này kinh rách cắt làm gì đó con gái làm tủ khẩu. Ô tôm ha, ngon ha. Cái này là gì con? Còi hả? Con scallop á. Wow ngon quá. Thôi mình chuẩn bị ăn nha các bạn. Giống bò cụng quý vị. Giống cụng, bò cụng quý vị. Cụng ngoài hả? Bò cụng hả? Đâu, bò chơi thoải mái. Đi đâu, không có được, đi đây nè, nè đi nè. Rồi, nè, bánh bao chuẩn bị lên ghế, ngồi ăn. Áp chảo. Áp chảo rồi, ăn, coi nè. Rắc muối. Thằng cái tay gì thằng, thằng muối. Cái ông đó mày à. Ta rắc bò trên bò còn cái này trên cái con cầu sò còn sò điệp. Khoa đâu không dám nhìn. Con đâu khoe với mẹ, mẹ dân khoa mới được. Đó khoa nói không dám nhìn đó. Không phải khoe với mẹ không dám khoe dân khoa được. Đâu biết làm. Không bỏ gì được. Đó, đó, bánh bao á, bánh bao quỵ hoạn đó. Đó lấy cái đó bỏ cái đất kìa. Sắp mấy cái đồ để ly ra. Bao ơi, bao làm gì đó anh bao? Đây là cũng như cái gian bếp các bạn, cũng rất là rộng rãi. Đó. Này là đi hưởng tận chân mạch lên đây ở hai vợ chồng. Ở đây tự nấu, tự ăn, tự đi chơi cũng được, cũng vui. Hoặc là hai vợ chồng có cái tivi. bánh bao bò vô rộng quậy trong bếp. ra đây bánh bao ra đây. Đây lại xúm lại, mời ông bà ngoại lại. Đây. Rồi lại ăn ngoài ơi. Ngon không thứ thứ gì cái ăn hai ngọt với con miền xa đánh tuy có quê mùa nhưng ăn nói hiền lương. Con nói chiều con gì? Tiền nhưng khá bằng tay. Cái anh hai xa rét thiền gần hơn ai. Cái danh hai ngọn nghe sao mà dễ mến. Rau cháo dừa cà quanh năm với vùng nương. Được lòng bao kẻ dẫn đường. Cô ba cô chính thầm yêu anh đâm tình. Về miền Tây nghe nó đi chợ làm hết á. Ông bà ngoại chỉ là đi chơi thôi, đi hưởng thôi, đi hưởng thụ thôi. Với con không nhắc anh hai ngọn nghe sao lòng thương mến. Cô bên nhà không biết có đời mong. Nhiều năm xa cách con đứng cái chấm ăn. Rồi, sợ được ra. Nghe pha nó ngon lắm mà thử rồi còn ngon hơn nha. Mềm hơn. Ngon quá. Tôi miền xa đét tuy có quê mùa nhưng ăn nói hiền lương nghèo tiền nhưng rau mình cũng rau nhà các bạn nhà người ta không chưa hết câu. Cái danh hai ngọn nghe sao mà vậy cởi hết kiếm một thứ của mình nữa. Cô ba cô chính thầm yêu anh đâm tình.
ăn hai ngọt nghe sao lòng thương nhớ cô bên nhà không biết có đời mong nhiều năm xa cách quê mình Úc ơi Úc hỡi hãy về thăm em nhiều năm xa cách quê mình Úc ơi Úc hỡi hẹn ngày về thăm em tươi không ai nói gì đâu. Đồ đông lạnh mà. Rồi xin mời. Đạm bạc đó nha, đạm bạc đó vậy đó. Rồi xin mời đi nâng ly. Chúc mừng sức khỏe. Yeah. Yo. Bánh bao còn ngon không? Ủa, bánh bao cũng đầy đủ hết trơn nè. Cắt nhỏ 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 ra chứ. Nghèo tiền nhưng khá bánh cay. Cái ăn hai xa đẹp thiệt gần hơn ai. Bánh bao ơi, chia. Yeah. Không mình ăn ở nhà vậy là cũng ngon chứ. Đâu có thua nhà hàng đâu. Đúng không? Yeah. Vô bánh bao. Vô. Chia với ngoại con. Đâu ly con đâu? Ly con đâu? Video hôm nay cũng đã dài, mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nếu các bạn nào thích video này, các bạn cho mình một like để làm động lực cho mình làm những video tiếp theo ha, cho các bạn xem. Rồi chào thân ái, hẹn gặp lại những video sau. Rồi chào các bạn nha, bye bye.